Xin chào quý khán giả của chương trình Bí Quyết Của Mẹ. Phải nói rằng kể từ ngày Phan Anh tham gia chương trình này, Phan Anh thấy rất vui khi mình đã sưu tập được rất nhiều cách chăm sóc con hay của các mẹ. Và khi về nhà mình có thể oai phong lẫm liệt mà nói với vợ rằng em phải làm cách này, em phải làm cách kia, bởi vì các mẹ bảo thế. Và như vậy Phan Anh thấy vai trò của người đàn ông trong gia đình được tăng lên một cách dữ dội. Hình như là mình nói hơi quá, mũi mình hơi đỏ thì phải. Và ngày hôm nay thì Phan Anh muốn xin ý kiến của các mẹ. Bởi vì gần đây có những luồng ý kiến cho rằng là việc cho các con ăn chỉ trong thời gian khoảng từ 30 đến 45 phút là hợp lý. Nhưng lại có những ý kiến phản đối nói rằng thời gian ngắn như vậy thì làm sao các con của tôi có thể ăn đủ hết khẩu phần của mình. Như vậy không ăn đủ sẽ dẫn tới thiếu chất dinh dưỡng, làm cho con khó có thể phát triển tốt về thể chất và trí tuệ. Vậy thì vấn đề này sẽ phải hiểu như thế nào? Trước tiên, xin mời quý vị hãy cùng đến thăm nhà diễn viên Vân Anh, một bà mẹ của hai cậu con trai rất hiếu động, nghịch ngợm, si sa và oxy. Xem bà mẹ Vân Anh giải quyết như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với gia đình diễn viên Vân Anh để xem bà mẹ này giải quyết vấn đề như thế nào nhé. Hi, chào Phan Anh. Con chào bà. Chào Phan Anh. Chú chào Sisa và Oxy. Thế có bao giờ bà phải cho hai cậu nhóc phải ăn không ạ? Tự nhiên là cô giúp việc cô ấy cho cháu lớn ăn thì ngoại dạ. Cho cháu nhỏ ăn. Ủa? Cháu lười ăn lắm. Dạ. Dạ. Một bữa ăn bình thường của hai cháu thì mất bao nhiêu thời gian hả bà? Cháu Sisa không nào nhanh thì nửa tiếng, chứ còn không cháu phải 1 tiếng. Rồi 1 tiếng mới ăn xong ạ. Dạ. Thế thì đồ ăn cũng nguội hết rồi đúng không ạ? Phan Anh ngồi đây chơi với dạ. Sisa nhé. Dạ. Bà đi bà gọi Vân Anh. Trời ơi, không biết hôm nay là vì lý do gì đó, chứ ngày thường là quậy tấm banh luôn. Ở nhà Vân Anh đóng vai ác luôn. Cả hai vai chứ, cũng giống như phim vậy đó. Tức là lúc thì được phân vai ác, lúc thì được phân vai vai hiền. Nhưng mà đây, hôm nay Sisa cũng rất là dũng cảm và thẳng thắn nhá. Sisa nói rằng là con thích ăn cá mà mẹ cứ hay cho con ăn thịt bò, nó thế nào? Trời ơi, sao kỳ vậy? Thực ra thì Vân Anh là thay đổi cho bé đúng theo sở thích của bé. Có hôm thì bé đòi ăn cá nhưng mà mẹ không cho thiệt. Là mẹ nói là hôm qua con ăn cá rồi, cho nên là hôm nay con phải ăn thịt. Tại vì lúc ấy thấy bà có chia sẻ rằng là các con ăn cũng vẫn còn chậm, có bữa ăn phải mất 1 tiếng đồng hồ. Thì có đôi lúc cũng chính mẹ tức giận, tại sao con lại ăn lâu như vậy? Thì mình mới nghiên cứu để mà đạt hiệu quả tốt nhất cho một bữa ăn thì là phải ăn từ 30 phút. Nhưng mà sẽ có nhiều bà mẹ đặt cái câu hỏi 30 phút thì ít quá, con tôi ăn như thế thì nó ít, nó không đủ chất dinh dưỡng, nó lại bị còi xương, nó không lớn được thì sao đấy. Thiệt ra là 30 phút mình vẫn phải cho bé ăn hết cái khẩu phần đó, chứ không phải để mà bớt nửa cái khẩu phần đó đi. Bé có cái thói rất là hay ngậm, lúc nào cũng ăn hết, ăn lâu nhưng mà luôn ăn hết, chứ không phải là bỏ nửa chừng con ngưng nửa chừng mà không ăn. Vì sao mà con lại ngậm? Vì con không nuốt được. Không nuốt được có phải là vì thức ăn không ngon không? Thế bình thường mẹ hỏi thì chắc không dám trả lời, sợ mẹ buồn rồi. Nhưng mà nếu mà quá thì sao? Thì ngay sau đó mẹ sẽ bù lại cho con bằng một là những cái món con thích. Hai, thì mình sẽ lên danh sách thực đơn cho con. Bây giờ là mẹ sẽ có những cái món này nè. Thì con sẽ chọn món nào. Đó thì là con mừng lắm. Dạ, xung phong là mẹ ơi con ăn cái món đó ngay lập tức. Và thế là mình có những cái món đó mình bổ sung ngay lập tức cho bé. Ngày hôm nay xem như là mẹ Vân Anh làm thế nào. Với một bữa ăn dành cho cả bé Sisa và bé Oxy thì các con sẽ ăn các món ăn của mẹ như nào trong cái khoảng thời gian mà Vân Anh cho là hợp lý? Thiệt ra là Vân Anh đã có 4 năm thử thách rồi. 4 năm thử thách đấy. Đâu, tôi tưởng là thử thách này là thử thách đầu tiên trong chương trình chứ. Đâu có. Sisa được 4 tuổi tức là trải qua 4 năm thử thách. Ngày hôm nay thử thách một lần nữa với chú Vân Anh thì là chuyện rất là nhỏ. Đúng không Sisa? Bắt tay mẹ đi. Lười ăn nữa rồi đó. Đấy, cái này là chuyện gia đình nhá. Wow. Nào Sisa, trong những món ở đây con thích ăn món nào nhất nào? Cơm không hả? Không ăn với thức ăn hả? Cái này là cái gì đây con? Món này là gì đây? Tôm. Tôm, hay quá. Cái này là món gì? Nè. Đúng con này. Canh. Canh gì? Canh. Canh gì biết không? Canh bí. Canh bí này. À, chuẩn luôn. Ăn không?
Thôi nha chú Phan Anh. Con bắt đầu đúng không? 45 phút của mẹ Vân Anh bắt đầu. Con ăn đi xong rồi á, nếu mà chú Phan Anh ăn cái này xong á là chú Phan Anh thành con khủng long luôn đó. À, con thì con khủng long bạo chúa này. Phải ăn. Con thử cho chú là con sẽ cầm tự xúc một miếng đầu tiên xem nào. Hãy nhìn siêu khủng long Sisa tự xin ăn miếng đầu tiên. À kìa. Wow, chuẩn luôn. Ôi, hay quá. Number one. Ta vỗ tay. Sisa lên bàn ngồi đi con. Hóa ra con không phải là khủng long bạo chúa nữa rồi. Con sợ chuẩn bị sang thành cá ở đấy. Sisa nghe mẹ hỏi nè, con có sợ bị phạt không? Sisa nè, mày đếm 1, 2, 3 mà con chưa lên ghế ngồi á là mày phạt con nghe chưa? 1. Hay quá, mới có 1 thôi là lên ghế ngồi rồi, hay quá. Con nhớ hồi sáng con nói với mẹ sao? Con nói là chiều nay đưa con đi sở thú đúng không? Đúng không? Nếu như mà con không ăn hết cái cơm này rồi làm sao con có sức khỏe con đi sở thú được? Con đi nửa đường là con xỉu cái đùng luôn. Đó, mình đâu có sức khỏe đâu, làm sao mình đi coi mấy con thú được. Bắt đầu chú Phan Anh thấy giống không khí trong gia đình nhà chú Phan Anh mỗi khi ăn cơm rồi đấy. Nó rất là kinh khủng đúng không? Chú Phan Anh sẽ phải đến 1, 2, 3 rất nhiều lần. Này, hay là con chưa đói đúng không? Rồi, một miếng cuối cùng luôn. Hay quá ta, hết luôn rồi. Sạch luôn, vỗ tay cái cạnh. Hay quá. Chú xem nào, anh à, như vậy là cũng hơi vất vả đấy. Nhưng mà cũng chưa quá 45 phút. Không là mẹ đã bắt dừng lại rồi. Như vậy là xin được long trọng thông báo ngày hôm nay với 39 phút 3 giây siêu nhân Sisa đã hoàn thành xong bữa ăn của mình. Chúc mừng con. Như vậy là ngày hôm nay mỗi thử thách mà dành cho mẹ Vân Anh là đúng là cũng gian nan đấy. Bây giờ là có thêm một thử thách nho nhỏ nữa dành cho mẹ Vân Anh này. Trong bữa ăn ấy thì thấy chị Vân Anh cũng có chia sẻ về cái việc là làm sao mà phải thay đổi món ăn liên tục này để bổ sung các chất dinh dưỡng cho con này. Rồi giống như bảo là Sisa là ngoài ăn thịt, ăn tôm hay còn phải ăn rau nữa. Thế thì tại sao mà con người chúng ta lại phải thay đổi linh hoạt các món ăn như thế? Trong khi có những động vật thì nó chỉ ăn, ví dụ như là con thỏ này, nó chỉ ăn cỏ thôi này. Hay là con mèo này, nó chỉ ăn thịt thôi mà. Thế mà nó vẫn đủ chất nhỉ? Có lẽ đó là do cái cấu tạo của tự nhiên thôi Phan Anh. Đúng không? Con nói làm sao? Con chỉ ăn con nai thôi mà. Con ăn con nai thôi hả? Đúng rồi. Con thỏ nữa. Ăn cái gì? Con thỏ ăn cỏ đó, thấy chưa? Con biết quy định là, rồi con gì nữa ta? Con bò nó ăn gì? Cỏ luôn mẹ, thấy chưa? Và nếu muốn có câu trả lời chính xác ấy thì tra Google. Đúng không? Không cần phải tra Google bởi vì chúng ta đã có chuyên gia. Vậy hả? Thưa bác sĩ Thu Hậu, trong tình huống mà diễn viên Vân Anh nói rằng là con thỏ nó ăn cỏ hoặc là con mèo nó chỉ ăn thịt thôi mà nó vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, cái cách giải thích như vậy ấy thì đã hợp lý hay chưa? Đó là do cái quá trình tiến hóa ở trong chọn lọc tự nhiên. Tức là nếu như động vật ăn cỏ, ở trong cái hệ tiêu hóa cũng như là cái hệ vi khuẩn ruột, nó sẽ tự tạo ra được những cái axit amin thiết yếu cũng như các cái protein, các cái khoáng chất, vi chất cần thiết. Và nhờ đó là mặc dù cái động vật đấy nó chỉ ăn cỏ, ăn rau thôi, nó vẫn phát triển được. Tuy nhiên là với người mình thì không phải như vậy, là bởi vì người mình thì sẽ tập trung cho cái gì? Cho cái trí tuệ, chứ không phải tập trung cho cái cơ bắp nhiều. Cho nên là những cái nào mà từ tự nhiên có thể cung cấp được thì cái chọn lọc tự nhiên cho phép chúng ta lấy từ trong môi trường. Và những cái vi chất này, những cái axit amin thiết yếu, những cái axit béo thiết yếu chúng ta phải lấy từ cái thức ăn. Và với cơ thể con người chúng ta, đặc biệt là các trẻ em từ lứa tuổi 4 đến 6 tuổi thì các nhóm dưỡng chất nào là cần thiết nhất cho sự phát triển về thể chất và trí tuệ của các bé? Thì với tất cả các lứa tuổi thì chúng ta đều nói các cái nhóm chất dinh dưỡng chia ra làm 4 cái nhóm cơ bản. Đầu tiên hết là cái nhóm tinh bột hay chúng ta còn gọi là carbohydrate. Cái thứ hai là cái nhóm chất đạm hay chúng ta còn gọi là protein. Nhóm thứ ba là chất béo hay còn gọi là lipid. Và cái nhóm cuối cùng đó là các cái vitamin và khoáng chất. Thêm vào đó là cái nước, là cái mà sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa nó tốt hơn.
Carbohydrate thì chúng ta sẽ thấy là nhóm bột đường, tức là cái gì cung cấp tinh bột và đường thì sẽ có carbohydrate. Đạm thì chúng ta thấy là trong các cái thực phẩm giàu đạm như là từ thực phẩm động vật hoặc là từ những cái thực vật như là đậu đỗ. Rồi chất béo thì chúng ta thấy có chất béo động vật, thực vật. Và cái vitamin khoáng chất thì vitamin thì có ở trong các cái loại thức ăn khác nhau. Trong những cái thực phẩm mà để bổ sung cho hàng ngày thì chúng ta sẽ bổ sung thêm vitamin. Khoáng chất thì tùy, ví dụ canxi thì chúng ta sẽ thấy có nhiều ở trong sữa, các cái chế phẩm sữa cũng như ở trong các cái hải sản, nhưng mà ở cái phần vỏ và phần xương. Và có một vấn đề nữa rất là cần xin ý kiến của bác sĩ, của chuyên gia, đó là nhiều bà mẹ cho rằng là thời gian dành cho một bữa ăn của con hợp lý là chỉ vào khoảng từ 30 đến 45 phút thôi. Nhưng có bà mẹ lại lo là cái khoảng thời gian đó quá ngắn để có thể con ăn đầy đủ khẩu phần ăn của mình, dẫn đến là nếu mà không ăn đủ thì bị thiếu chất dinh dưỡng. Thì quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Cái thời gian 30 phút mỗi bữa ăn là rất là đủ để cho em bé nhận được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thì trong thực tế có một số bé nó ăn rất là chậm và ăn lệch các cái món ăn, cho nên thường là bà mẹ hay kéo dài cái bữa ăn. Đấy lại là một cái, nó gây ra cái tác dụng ngược làm cho em bé chán cái bữa ăn, sợ bữa ăn. Thì thực ra chúng ta vẫn nên kết thúc đúng cái bữa ăn, và quan trọng là trong ngày em bé nó ăn đủ các cái chất dinh dưỡng. Nếu như cái bữa này em bé nó ăn ít thì bữa sau em bé có thể ăn bù, hoặc là sau cái bữa ăn chúng ta có thể thêm một ít sữa hoặc là những cái bánh mà dành cho trẻ em, hoặc là ăn thêm một chút trái cây hay là một ly sinh tố chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể cung cấp đầy đủ các cái chất mà không phải kéo dài bữa ăn. Thì hiện giờ đối với trẻ em thì chúng ta luôn luôn nhấn mạnh là cái tầm quan trọng của sữa, bởi vì đây là một trong những cái thực phẩm mà cung cấp các cái khoáng chất cũng như là vi chất mà tốt nhất. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị thân mến, chương trình Bí quyết của mẹ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin được cảm ơn nhãn hàng Dust Lady giúp phát triển não bộ và chiều cao đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.